tôi hiểu rồi. Chắc là em ấy nghĩ tôi là giáo viên dạy thay á, nên mới coi thường tôi như vậy. Dũng cũng không có ý ngỗ nghịch hay là chống đối gì. Đúng, vì cậu ta thiếu dạy dỗ sát sao nên mới xảy ra như vậy đó. Đi nào. Đi thì phải ngừng cái mặt lên. Mắt mũi cậu để ở đâu vậy? Dạ, em xin lỗi cô. Vì đã không biết, cô vừa đi vừa bấm điện thoại chứ không nhìn đường ạ. Đừng có hỗn nha. Em có hỗn gì đâu ạ. Cậu là học sinh lớp nào? Ai chủ nhiệm? Dạ thưa cô, em là Dũng, lớp 12A4. Chủ nhiệm lớp em là cô Thanh Dễ Văn. Cô còn câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu không, em xin phép. Ok. Xin lỗi vì ngắt lời chị, nhưng mà em chưa thấy ở Dũng có hành động quá đáng gì. Có lẽ là do em Dũng mới chuyển trường, chưa quen môi trường sống cho nên mới như thế. Mà chị này, thầy cô giáo thì cũng không nên có thành kiến như thế với học sinh của mình. Trời ơi, cô Thanh ơi, tôi không có đủ oan cho học trò của cô đâu. Cô có biết là lúc nãy á, cậu ta còn nói kháy tôi á, là tôi ghê gớm, khắt khe, nên gần 40 tuổi vẫn còn FA đó. Mà tôi có muốn như vậy đâu chứ. Vâng, về việc này, em sẽ yêu cầu Dũng viết bản kiểm điểm và xin lỗi chị. Nhưng mà chị ơi, em nghĩ là Dũng cũng không có ác ý gì đâu. Học trò mà, nhất quỷ nhì ma, nếu mà không nghịch ngợm thì không còn là học sinh nữa. Cô nói vậy thì thôi biết vậy, chứ không á lại nói tôi là nhỏ nhen hẹp hòi. Dũng này, chuyện xảy ra trong giờ thể dục cô đã biết. Em không sai, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng chân em bị đau thật mà cô. Cô biết, giữa em và cô Hà có một chút chưa hiểu nhau. Chào cô ạ. Chào các em. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Nhưng có thể em không cần phản ứng ngay lúc đó, mà lên gặp cô thì mọi chuyện đã khác. Vâng ạ. Còn nữa, nhận xét như thế về đời tư của người khác là việc không nên. Thôi, bây giờ em lên trên phòng y tế kiểm tra lại chân. Còn nữa, về viết cho cô một bản kiểm điểm và xin lỗi cô Hà. Việc em có ý mỉa mai cô Hà như thế là không đúng. Một học sinh thì không nên có thái độ như vậy với giáo viên của mình. Vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Với lại, chân em cũng bị nhẹ thôi ạ. Chắc không cần phải lên phòng y tế đâu ạ. Em chào cô ạ. Anh, tình hình như nào rồi ạ? Không sao, cô chỉ cảnh cáo thôi. Ôi, may quá. Cô Hà nổi tiếng là ghê gớm, chưa tha cho ai đâu. Anh cũng phải cẩn thận đi nhá. Đúng rồi đấy. Thôi em xin phép về trước đây, hôm nay nhà em nấu cơm sườn ngon lắm. Hôm nay bố mẹ cũng cho em đi ăn pizza. Về trước đây. Ơ, mà anh không về luôn à? Hai đứa về trước đi, anh đọc xong cuốn truyện anh về. Nhưng mà... Thôi anh Lâm ơi, anh Dũng đã nói thế rồi thì mình về trước đi. Bạn em về trước nhá. Bye bye anh. Em về trước nhá. Con đây bố. Bố phải tiếp khách đột xuất. Là bố không về ăn tối ạ? Con chủ động đi nhá. Ơ, nhưng mà hôm nay là... là sinh nhật con mà bố. Xin lỗi để các bác ạ. Để nghỉ xếp hoàng xong vào ăn là tắt điện thoại đi nhá. Dạ không vâng. Tôi phạt đấy. Phạt thằng luôn đi chứ. Con em nó gọi. Nếu mà phạt á thì em xin chịu phạt đi này ạ. Em mời các anh. Khéo quá. Em mời các anh. Nhá. Xin mời. Mà con là chú Hoàng lớn rồi. Để thả nó đi chứ cho nó dạn dĩ. Dạ vâng ạ. Cứ kìm kẹp nó làm gì, đúng dạ. Không nào? Cho em một bánh mì chính và một nước. Dạ vâng ạ.
Cái gì? Ở kia ơi. Em ơi, anh bảo. Sao thế ạ? Em vào lấy giúp anh cốc trà đá. Trà đá? Anh lo cho anh, lo. Này, giờ lại đến lượt tao. Mày chết cái mũi. Ê, này. Sao thế anh Mì? Sáng chị chưa ăn gì đói quá. Nhưng mà bánh mì này của em mà. Thôi. À, em gọi chị khác nhá. Nam, gọi chị khác nữa cho mình một cái. Bánh mì của em à? Vâng. Em đói à? Thì em đói mới gọi chứ. Ăn đi. Ăn. Mạnh mẽ lên. Mặn à? Uống đi. Chơi thế không được. Nhẹ nhẹ lên. Này. Dạ. Uống nốt đi. Này, thì tóm lại là mày muốn đi đâu? Mười mấy vòng hồ rồi đấy ông cháu ạ. À. Chóng hết cả mặt. Thì bác cứ chạy đi. Bác chạy có tiền chứ có miễn phí đâu. Rồi chốt hạ là mày muốn đi đâu? Bác cho cháu đi thêm một vòng nữa nhá. Rồi thêm một vòng hồ Gươm, một vòng hồ Tây. Ui. Đi xuống xe. Chắc chắn là mày định chơi lão già này. Cháu đùa bác làm gì? Cháu không có biết đi đâu đâu. Thế không biết đi đâu rồi mày gọi tao làm gì? Thôi bác để chở chứ làm gì. Thôi tóm lại bác hết bao nhiêu tiền cháu gửi bác luôn. Thế thì mày trả tao cái mũi đã. Sao cháu phải đưa? Đưa đây. Ok. Gọi xe khác mà đi. Tao cóc cần nhá. Con vào thẳng khoa dịch vụ nhá. Bác Linh trưởng khoa đợi con rồi. Bác trực tiếp sẽ đưa con đi. Bụng con đau một tí mà bố. Không cần nhờ bác gì đâu ạ.
Cẩn thận không thừa đâu con, cứ khám cho chắc chắn. Chỗ này không đỗ được xe đâu, con xuống luôn đi. À bố ơi, còn hôm nay... Tiền bố chuyển khoản rồi, không thiếu đâu. Thiếu thì dùng thẻ tín dụng. Khám xong nhớ gọi bố ngay đấy. Bố mà bận quá thì nhắn tin cho bố. Thôi xuống luôn đi con. Dạ bố ạ. Chào bố.